Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay là 30 Tết, 30 Tết rồi thì mình chuẩn bị đi chùa, đi chùa để cầu may mắn cho gia đình mà. Thì mình sẽ quay video cho các bạn xem ngày lễ gì ta? Giao thừa, Giao thừa rồi. đêm giao thừa, Đêm đêm giao thừa ở Mỹ, ở chỗ mình nó như thế nào ha? Thì mình sẽ quay cho các bạn xem, các bạn đi theo mình. Ok, bây giờ thì mình đi vô chùa. Thì cái chùa này mình có quay cho các bạn coi cái lễ Vu Lan lần trước ha. Đây chùa này là chùa Lâm Tini. Mà giờ này trễ rồi, cái mình thấy pháo đốt chân rồi. Mọi người cũng gần về. Bây giờ thì mình vô mình đốt nhang cúng thôi. Mới làm gì vậy? Dạ mới làm gì? Trời mới lân mới chạy. Năm mới vui vẻ chị. Dạ. Xe rất là đông các bạn ạ. Xe đông kê luôn. Thì cái chùa này giống chùa lớn ở Lorraine mình. Thì giờ mình vô. Cũng chắc về khá bớt rồi, múa lân cũng xong hết rồi. Giờ cũng có lác đác nhiều người vô tại vì người ta đi làm cũng mới về á. Thì đây là cái tượng. Dạ mình lại Phật cái Hồ Phật như Phật đang đang niệm Phật linh sơn thôi thường Phật mê bán đồ ăn ha. Mọi người ở đây còn trong đây người ta đang tụng kinh đồng hà đồng. Giờ mình xuống bếp ha, mình thâm nhập xuống bếp của chùa ha. Hồ thì đang có đồ ăn ha. Phật ra xa giao lô ma ra hồ lô lô hê đi ta ra ta ra. Đây là cái tô mì chùa cho ha. Đói bụng quá trời. Hello các bạn, thì giờ đói quá nên vô xin chùa được con tô mì ăn. Mì chay khá ngon. Trời bắp khói nghi ngút luôn. Trời lạnh ăn mì nóng ngon. Người đang tụng kinh ở trong đó mà đông quá mình vô không được, đứng ngoài nghe. Đông quá. Ba mập cũng có nữa nè. Nào, khá đông các bạn. Đây cái chỗ trang trí của chỗ trang trí để cho mọi người chụp hình đó. Tìm ra được cái con chó lần trước nè các bạn. Năm nay là năm của nó đó. Năm nay là năm của nó đó. Ngậm nguyên cái chai này đó. Chơi cái hình của nó trên đó, nó thấy không đó. Cái hình đó đó. Hello các bạn, thì hôm qua là ngày giao thừa, mình đi chùa Lâm Tì Ni. Thì hôm nay mùng 1 mình quay lại cái chùa Tịnh Viện Quan Âm. Thì đa số bà con dòng họ mình ở
Texas với ở Cali không à, nên không dòng ở đây không có bà con, nên thì có mấy cái chỗ này là thân thiết với nhà thôi, thì mình đi nên qua chùa thăm sư cô. Bên kia cũng phải không đi đâu, cũng đậm theo. Rồi sư cô. Tôi làm giàu đâu rồi. Mình lên à. Sư cô kêu lên. Sư cô kêu lên hai lọc. Ờ quay đi con. Rồi có mấy rồi ha, ngon rồi ha. Mấy. Kêu em lên. Nó không lên. Nó bệnh. Bệnh không lên ha. Dạ. Này là ai? Không rể nó đó. Không rể đi. Không rể đi. Chị nói. Nước mà. Tưởng là sao có nước đầy nè. Có thằng trai nữa hả? Năm mới sư cô cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo ha, tại tịnh viện Quan Âm ngay chánh điện, thì sư cô cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cùng gia đình được sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, và trong gia đình luôn được hạnh phúc. Và điều đặc biệt nhất đó là luôn luôn mình phải sống trong cái ánh hào quang của chư Phật. Ở đây bà nội, bà nội nói là bà không nghe rõ. Bà nội nhận cái lọc này để về dùng cái lọc để cho có sức khỏe nha. Một Phật. Dạ. Lâu. Con. Chị con là có má con nữa nha. Con má trong đó có má con nữa đó. Má đứng sau lưng. Má nội. Là được dồi dào sức khỏe, gia trữ bình an. Đỡ đâu con Út? Làm ăn phát đạt nghe chưa con? Tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê rồi. Năm nãy bỏ. Rồi cảm ơn con ha, nói chung nó giỡn chơi cho ra quay sức khỏe. Nha. Ra cũng từ từ làm. Quá rồi. Đi làm rồi. Đi làm giỏi. Rồi, cảm ơn luôn nha. Dạ. Nghe chồng tay nghe. Để tao đi làm. Bây giờ là mình chuẩn bị đi về. Thì một tết tự nhiên thôi, thì cũng hơi nhớ Việt Nam tí. Giờ này Việt Nam mà đi chơi thử lừa chứ. Ở đây chỉ đi thăm quen đây. Đi năm mới đến thì mình cũng chúc các bạn được dồi dào sức khỏe, nhiều thành công và may mắn. Tạm biệt các bạn.